Thế là gia đình mình đi bộ vào hướng trung tâm thành phố trên cái bảng chỉ đường đi thẳng tên là Centre Ville, thì mình cứ nhắm theo cái hướng đó mình đi. Và ngoài ra còn sử dụng thêm cái điện thoại của xã mình để chỉ đường để đi đến hướng đó. Centre Ville vậy đó, điện thoại nó chỉ đi thẳng. Trời quá nóng luôn, đi qua ngay cái công viên này nè, có những cái cây thông cao 30 mét, hơn 30 mét. Bên tay phải mình là một cái công viên nữa. Con đường ở La Con Mốt à. Đây bên phải mọi người là một cái công viên. Thấy có nhiều người vô đây ngồi ăn picnic hay nghỉ ngơi trong đây. Cũng có một cái trung tâm giải trí cho trẻ em buổi tối đây. Ban ngày đóng cửa, mình nghĩ là chắc buổi tối thì nó trời mát hơn. Còn bây giờ chưa nắng thì không có ai lại hết. Cũng có khá nhiều trò chơi ở trong đây ha. Nhưng mà cái này trò chơi nhỏ thôi, chứ tuổi con trai mình nó vô đây là nó chán, nó không muốn chơi. Đến cái tuổi nó là chỉ thích chơi trên máy vi tính cầm tay hay điện thoại thôi. Đây là ở Lăng Hông Mốt nha, công viên giải trí cho trẻ em ở thành phố Lăng Hông Mốt. Tụi này đi tiếp tục hành trình đi bộ, đi vào trung tâm của thành phố. Mọi người thấy cái bản đồ chỉ bên tay phải không? Thì người ta nói còn 4 phút nữa tới. Từ khách sạn, nhà nghỉ đi đến đây thì mất gần 2 cây số. Đi bộ khoảng 30 phút. Dọc đây là những dàn hoa. Và trên đây là những cái cây thông. Tuổi thọ mình nghĩ là cũng rất lớn, vì những cái thông cổ thụ rất là bự cao. Trước mặt mọi người là cái xe bus của thành phố này. Cây này giống cây hoa điệp quá vậy nè. Đúng rồi, mình nghĩ là dạng cây hoa điệp quá, nhìn cái tầng lá giống quá. Bông thì nó héo hết rồi. Không nhớ gọi là hoa điệp hoa phượng nha, tại không có hoa ở đây. Trước mặt mọi người là cái nhà casino của thành phố La Con Mốt. Mình đã đến cái khu vực nói là Cà Chê Đưa Son là trung tâm của thành phố. Đây có những cái bông rất là ngộ. Đi đâu cũng thấy hoa bông nở đầy hết. Xa xa đậu một cái xe limousine của cái chỗ chơi trò chơi này, casino. Đây là cái casino nhưng mình không vào được nha, tại gia đình mình người nào cũng mà quần sọt áo thun giày con đa thế, vô đây thì phải mặc quần dài mang giày, nghe nói vậy. Casino là có chỗ parking đậu xe của nó đây. Đây là cái casino điện của La Con Mốt. Nếu không lầm thì xa xa cái bên phải là tòa thị trấn của thành phố. Rồi đi một hồi cũng lạc nha, cũng phải hỏi người đi đường là cái tòa thị trấn ở đâu. Mình tưởng là tòa thị trấn, không phải. Giờ phải đi vào một cái con đường nhỏ nhỏ này để đi vô tòa thị trấn, mình gọi là cái phường ha. Hình kiến trúc nhà ở đây thì nó kiểu đặc biệt, khác với những cái thành phố khác ha. Ở đây thấy có những người già đang chơi con gì đó, chơi thả cái gì cũng mất tiêu rồi. Pétanque. Chơi pétanque. Thầy nghĩ là tụi mình đã đến cái khu mình gọi là
Hàng Chắn, khu vực Hàng Chắn của cái thành phố đây. À, đúng rồi đây. Đây là Marie de la Comote. Tiếng Pháp nó gọi là Hôtel de Ville ha. Mọi người nha, xin chào mọi người và chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Sau 30 phút đi bộ từ nhà đến đây thì bây giờ tụi mình đã đến tòa thị trấn của thành phố La Comote. Đây là một thành phố biển nằm ở miền Nam nước Pháp nha. Và tụi mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình để đi ra ngoài bãi biển và tham quan thành phố bằng đi bộ. Đi bộ chứ phải đi xe, lên nữa. Và để có bản đồ của thành phố, mọi người có hai nơi để hỏi, hoặc là Office of Tourist là chỗ văn phòng du lịch của thành phố, hoặc là vào tòa thị chính của thành phố thì mọi người có cái plong. Cái plong là cái bản đồ của thành phố để mà đi biết những cái địa chỉ đi trong thành phố nha. Và đây trước mặt mọi người là nhà thờ của La Comote theo kiến trúc hiện đại ha. Tại vì cái thành phố này chỉ mới hình thành không lâu nên tất cả những căn nhà, nhà thờ tất cả đều theo kiến trúc hiện đại hết. Nhà thờ có tên là Thánh Augusta, Eglise Augusta. Và trên bức tường mọi người thấy có những viên gạch dán và vẽ để kể về cái truyền thuyết của ông thánh Augusta. Nếu mình không lầm thì cái khu vực nhà thờ này được xây dựng từ năm 1917 cho tới 2013. Từ chỗ Mary nhà thờ đây, mình hình trước mặt là hải cảng của thành phố. Voilà, thay vì cưỡi ngựa thì ông xã mình cưỡi chó. Au lieu de monter sur le cheval, de monter sur le chien. Yo yo. Trên đường đi ra ngoài cảng của từ cái trung tâm thành phố thì thấy hai con chó rất là lạ. Mình quay. Mọi người coi nha. Coi giá nhà đây cho mọi người coi nha. Một căn hộ chỉ có một phòng ngủ 35 m², nhìn ra biển ở trung tâm thành phố. Giá là 295.000 euro. Wow, quá là đắt. Còn những căn hộ mà không có nhìn ra biển thì rẻ hơn, nhưng mà cũng trên dưới 200.000 nha. Cái này có 27 m² à, hai phòng thôi, 134.500 euro. Giá bất động sản ở đây quá là đắt ha. Đây là thành phố biển, xong mình nghe nói là nó giá bất động sản xuống giá mà ở đây không có xuống giá nha.
đây cũng là đi hướng đi ra biển, mình sẽ đi hướng bên đây. Con đường đi ra hải cảng là con mốt. Đây có tiệm mà bán những đồ trang trí trong nhà rất là đẹp. Cả nữ trang, trang điểm, túi sách, mình thấy ở đây có hai cái loại những cái tượng có trang trí nhiều màu nè, rất là lạ ha, biết cái là có thể là đặc trưng của cái vùng này. Ở đây là một bức tượng của con kim công thỏ, là cái vật thủ của một con sả mình nó ăn rất nhiều lần giống vậy, để bằng tay cho mọi người. Thì bon. Ông xã muốn coi cái giá massage ở bên Pháp này bao nhiêu. À, ở đây đề 30 phút là 40 euro, 45 phút là 55 euro, 1 tiếng là 70 euro, là 1 tiếng rưỡi 95 euro. Wow. Phọt phê 10 massage. À, 10 massage có nghĩa là mỗi lần đến 1 tiếng á là cháu 630 euro và là 63 euro 1 giờ. À, thầy đặt. Cái này sẽ là massage 30-40 euro và một người sẽ đợi trước và một người sẽ đợi sau. Đợi sau nha. Bây giờ mình đang đến chỗ một cái phòng làm massage ở La Comote. Ông xã mình nằm phòng bên kia thì mình sẽ ở phòng bên này nha mọi người. Là có một cái tượng Phật nữa. Ok. Đang trong cái phòng massage nha. Cũng đơn giản thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Hai vợ chồng mình vừa làm massage xong ở cái tiệm mà ở trên con đường đằng này, và cái cô bé mà làm massage cho hai vợ chồng mình rất là mạnh tay nên làm rất là đỡ đau nhất, chứ là ông xã mình khen là ông đỡ đau chân rất là nhiều. À, coi như là 30 phút mỗi người, 30 phút là 40 euro. Và cái tiệm đó thì nó không xa lắm cái cảng La Comote. Nếu mọi người sau thấy mình sau cái cảng La Comote nha. Bây giờ bắt đầu tụi mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình để thăm viếng thành phố La Comote. Đằng sau lưng mọi người là cái cảng La Comote. Từ đây thì đi bộ không xa lắm. Ở cái tòa thị chính, tòa thị chính của thành phố thì nằm bên tay phải của mình ha. Tiếp tục hành trình nha. Đây là thành phố cảng La Comote. Dãy nhà kiến trúc khá đặc biệt của thành phố này nha mọi người. Trời nắng chang chang. Trước mặt mọi người là Palais des Congrès của thành phố La Comote, là nơi này là có những cuộc họp hội nghị hay những chương trình biểu diễn văn nghệ lớn ở đây nha.
cảng La Con Mốt, xe buýt của La Con Mốt. Mình thấy họ có trang trí những cái giống như đồng tiền vậy đó ở trên cái sân của cái dãy nhà này. Dọc đường đâu đâu mình cũng thấy những cái ghế, băng ghế để cho mọi người ngồi nghỉ chân. Dãy nhà lớn ghê hả? Khu trung cư, khu này rất lớn, không pyramid. Ở đây cho thuê những cái xe đạp là nhiều người, cái màu vàng đó nè. Trước mặt mọi người là chợ Lidl. Nếu mình không làm là chợ Lidl nè, nguồn gốc là từ Đức. Những cái vòng cỏ này ông xã mình chắc là sẽ rất đắt tiền cơ. Như là công phu cắt những cái hình vòng tròn này trên cái trong công viên này. Tiền sạc có nghĩa là tiền chi phí sẽ rất là cao. Ở đây có thấy cả cái tiệm bán cá ở cảng đây. Nghĩ là nơi đây là khi mà người ta bắt cá được, người ta sẽ đem một cái tiệm này bán vào buổi sáng. Và nếu người mười muốn ăn cá tươi thì lại để mua. Ở Pháp thì bánh mì coi như là một thực phẩm chính, giống như ở Việt Nam mình ăn cơm, ăn gạo đó. Nên đi đâu mọi người cũng sẽ thấy những cái tiệm bánh mì ở khắp mọi nơi, rải rác khắp mọi nơi. Mọi người, đây là những gian hàng bán những sản phẩm nội địa. Mình gọi là những cái thức ăn và những như mật ong, nè, trái cây, nè, rượu, ô liu được làm ở nơi đây. Mấy cái gian hàng thôi nha, khoảng 6-7 gian hàng thôi. Ở xa xa thì mình thấy có một con chó rất là thông minh. Bà chủ nó dạy nó ném banh đi, cái ánh đem banh lại tới tận tay bà chủ. Wow. À, quá trời. Quá thông minh quá trời. À, đem tận banh tới cho bà chủ nè. Dễ thương quá. Mấy con thỏ dại nè, nó vào trong cái sân của cái nhà này, nó ăn cỏ hay ăn gì đó, dễ thương quá trời. Ở thuốc xa xa mình cũng có nè, hoa nhiều ghê không. Mấy cái người ở trên lầu được coi thỏ mỗi ngày ha. Nó dễ thương, đây cũng mấy con. Quá trời nè. Đây nè. Đây nè. Wow. Bây giờ xin chào mọi người nha. Gia đình mình đi về nhà, hôm nay là đi bộ cũng 3 tiếng đồng hồ đó. Bây giờ là chưa về tới nhà, nhưng mà hồi nãy khởi hành từ nhà đi là 2 giờ. Và bây giờ là 17 giờ. 17 giờ 5 phút là 5 giờ chiều rồi, có nghĩa là hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Đi bộ cũng mỏi chân, là may là cũng có massage từ người tới lưng là 30 phút nên là còn có sức. Nên còn có sức đi bộ chút đi về tới nhà, chứ không thôi là vừa đi vừa lết vừa đi. Bây giờ hẹn video sau nha. Chào mọi người.